Cơ hội cho tất cả các chị em có kinh nghiệm về nghề làm nail, làm việc tại New Zealand, mức lương từ 100 đến 120 triệu. Hiện tại thì các doanh nghiệp tại New Zealand đang cần tuyển số lượng rất lớn các chị em có kinh nghiệm về nghề làm nail. Ưu tiên tất cả các bạn nữ có hình thức ưa nhìn và có kinh nghiệm. Thứ hai, tuổi từ 18 đến 45. Thứ ba, ưu tiên tất cả các bạn biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung, không biết công ty sẽ đào tạo. Thứ tư, sức khỏe tốt, không viêm gan B, không HIV, không các bệnh về lao phổi hay các bệnh về truyền nhiễm. Thứ năm, thời gian bay rất nhanh, trong vòng 4 tháng. Đây là cơ hội lớn cho tất cả các chị em. Các chị em mong muốn đi làm nail tại New Zealand, hãy tìm hiểu nhé.